Hôm nay thì việc đọc đọc thôi nha, chứ không phải giảng. Đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thì kinh Địa Tạng Bồ Tát thì nói về địa ngục. Trước trước khi việc đọc, việc nói sơ một chút, không dám giảng đã phạm 32 giới. Là địa ngục có thật. Địa ngục là một cái hành tinh nằm ở ngoài cái solar system, nằm ở ngoài cái không có gần mặt trời, nằm ở phía tây nam của núi Tu Vi. Ở ngoài cái trái đất mình nó có cái núi Tu Vi lớn lắm mà bây giờ phi thiền đi cũng chưa khám phá tới. Thì địa ngục, những cái gì mà trên thế gian này á mà người ta không biết, không xử, không ở tù, trả được phần nào trên này á, nên trả. Còn nếu trả không có trả trên này á, thì cũng xuống đó. Thì ông Diêm Vương không biết hết. Giống như những nguyên thủ quốc gia như ông Trump, ông bị đàn hạch, rồi ông bị đủ nghiệp hết, ông bị tiếng oan này nọ. Thì đó là ông phần ông trả nghiệp. Tại khi làm chức lớn thì ai cũng phải có nghiệp và có phước, là nó vậy. Cho nên những cái người làm việc thiện đó, thường bị những cái tai ách, những cái hàm oan, những cái bị đủ thứ hết. Cho bản thân kiệt thì quá trời thì, đó, nó có. Địa ngục nó không phải 18 tầng như mọi người hiểu, nó rất là nhiều tầng. Nó tùy theo thích ứng của mỗi cái tội của mình làm, mình cảm ứng về đó. Địa ngục nó cũng như cái 500 bằng lửa. Khi con người mình sống mà sân hận vẫn còn, làm tội lỗi tham sân si đầy á, thì khi cái thần hồn mất á, rồi khỏi xác á, nó hút về đó, tự động nó cảm ứng, nó hút về đó. Thì đa số Phật tử tu tập lâu nay thì ai cũng biết kinh Địa Tạng rồi, biết địa ngục rồi. Nhưng mà cái này nghe nói thì cho những người chưa biết, những đứa những quan chức thời nay chưa biết nhiều. Thì sẵn việc thử có cái background thấy tivi cũng thấy hay, làm cái màn hình để chiếu vậy đó, rồi cái mình ngồi nói chuyện thôi, đọc thôi nhé, chứ không có giảng gì đâu. Đọc thì nó nguyên văn nguyên chữ hết, thì tránh những chuyện bị bắt bẻ. A Di Đà Phật. Thì bắt kiểu bắt đầu đọc đọc kinh Địa Tạng. Cái này quyển thượng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thần thông trên cung trời đao lợi phẩm thứ nhất. Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả như Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội tụ, rồi đồng khen ngợi rằng: Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường. Can cường nhiều lắm, thời nay can cường dữ lắm. Làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Này Phật mà đi nói này, tại ngài Địa Tạng là quá thật. Tại đường mới nhớ cách đây năm 1978-79, lúc mà Đức Phật Mẫu á, Phật Duy Trì là mẹ đó, xuống ban cho cái bài kính thiên á, kính thiên để chiếu xuống trần á, thì lúc đó đó ngài Địa Tạng đi trước ở phía sau trong cái tả lại á, thì cung nữ với mấy vị Bồ Tát đó đi theo đông lắm. Nhưng trước khi mà vua đi á, thì xe mấy người đông vậy đó, thì ngài Địa Tạng lúc đó dẫn đường, lúc đó mẹ cho cái bài kính thiên đó. Đó là cho nên kiệt biết là có duyên với ngài, cái đó là ngài Địa Tạng có thật. Đọc tiếp nha. Nghe xong chư Phật đều sai thị giả kính Đức Thế Tôn.
Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn dừng mây sáng rõ lớn, như là dừng mây sáng rõ, sáng rỡ đầy đủ, dừng mây sáng rỡ lại từ bi, dừng mây sáng rỡ đại trí huệ, dừng mây sáng rỡ đại bát nhã, dừng mây sáng rỡ đại tam muội, dừng mây sáng rỡ đại kiết tường, dừng mây sáng rỡ đại phước đức, dừng mây sáng rỡ đại công đức, dừng mây sáng rỡ đại quy y, dừng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết, dừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng di diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn, trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phóng ra bất khả thuyết tiếng di diệu như thế xong, thời đó vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước Phương Thác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Sức Đà, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Thụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Thiền, Vô Phiền, sorry, trời Vô Phiền, trời Vô Thiện Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần gạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Mình khi mình ăn á, có ông thần á, mỗi ngày như bữa sáng mình ăn gì, có ông đó, ông cho, ông ghi sổ cho mình ăn gì, mình mới được ăn cái đó. Rồi chiều mình ăn gì, mình có ăn đó. Có cái ông kia đó, ông không tin con, ông làm cái chức đó đó. Rồi ông đi đánh giặc rồi sao, cái ông ghé vô cái nhà, ông ăn cái trứng thối với cái cơm nguội đó. Có câu chuyện đó. Thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ dương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm Quyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Ma Vương, Đạm Nhai Nhoãn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Dương, Nhiếp Độc Quỷ Dương, thôi nói chữ Dương, chữ Vương Vương mệt quá, Từ Tâm Quỷ Dương, Phước Lệ Quỷ Dương, Đại Ái Kính Quỷ Dương, các quỷ dương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tự Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần có thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu.
Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà thở kiếp, lâu xa đến nay hoặc đã độ, đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Thế Tôn rằng, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói, đó thời tinh nhận liền, còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành Phật cũng như lai của Như Lai như nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại dân đi nữa cũng chưa khỏi quỷ bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Sư Lợi rằng, ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng lúa mè tre lao, đá núi bụi rậm, trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một hộp cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả nhị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thiện nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, giái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẻ khác, đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện, này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả. Trưởng giả tử lúc đó trong đời đó Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Dạng Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu nguyện hạnh Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tự rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết, ở đời sau tôi vì những chúng sinh tội khổ trong 6 đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật. Như Ngài Địa Tạng thời á là như địa ngục không còn chúng sanh, Ngài mới thành Phật.
Bởi ở trước Đức Phật, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc, Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức, vô số bất khả thuyết kiếp, mà Ngài vẫn còn là vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Lại thuở bất khả tư nghị, vô số kiếp về trước, lúc đó Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo thổ ấy, mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ. Người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào chốn vô gián địa ngục. Tức là thánh nữ Bà La Môn á, là sau này sẽ thành phần Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là một người nữ đó. Thì mẹ của Ngài Địa Tạng á, bị đọa địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa, cầu những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường lại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ hoa dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng. Tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, trăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cuối sinh Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm con sắp chết mất. Ai khấn Phật mà đến lúc mà Phật mà nói chuyện này giật mình á, nói chuyện thường quý vị mà có lần mấy vị ngồi thiền á, mà lần đầu tiên mà thấy xích long của kiệt á, trời ổng lửa không à, mấy ngày Tây Tạng còn quảng hồn á, mấy ông Rambuche trên ai cũng phải sợ. Thế lần đầu vậy đó, từ từ biết gì cũng quen, như giờ kiệt cũng quen này.
Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển nó sôi sùng sục, trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị cát thú dữ giành nhau ăn thịt. Hay như là Phật, trai gái nhiều quá. Thì nay cũng vậy, vô mấy chỗ nhảy đầm nhảy nhót nhiều. Lại thấy quỷ dạ so hình thù điều lạ lùng, hoặc nhiều tai, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng, nanh chỉa ra ngoài miệng, bén nhọn, giường rơm lùa. Những người tội gần thú dữ rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắt đầu chân người tội lại. Hình trạng muôn thú chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ dương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghiêng tiếp hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ dương rằng: đây là chốn nào? Xin lỗi, đây là chốn nào? Thánh nữ đâu có lớn tiếng. Quỷ dương Vô Độc đáp rằng: ngài là tầng biển. Quỷ dương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Tây à, đúng rồi, hồi nãy Kiệt nói phía tây, tây của cái núi Tu Vi, núi ngoài trái đất mình có núi Tu Vi á. Mấy thằng khoa học chắc sau này nó sẽ đi tới. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt, có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thật sự thì trong kinh nói như vậy, chứ ngoài đời mấy vị mà thiền mà giỏi, mấy vị xin đi chơi được. Với Kiệt có một, không phải là Kiệt nha, người trong nhóm Kiệt có đi, và cũng có đi về cõi trời chơi chảnh, gặp tiên nữ bay bay đồ nữa, gặp mấy cái tháp, mà tháp trên trời, tháp số lẻ không à. Cho nên mấy người mà ngồi thiền định mà giỏi được, chứ không phải là không được. Đời nay nhiều người có được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù. Cõi Diêm Phù là cõi mình á, cõi trên đất á. Diêm Phù Đề với mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu khổ
nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm thấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần. Về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ của biển đó sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp mà cảm. Dời ra đồng gọi là biển nghiệp, chính là 3 cái biển này. Dưới địa ngục có 3 cái biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi Quỷ Dương Vô Độc rằng: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong 3 cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số 100.000. Mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở. Đọc lại chỗ này nha. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ. Cho nên hồi xưa mình hồi nhỏ nghe mấy người nói 18 tầng địa ngục. Nhưng mà bực kế bên đó là có 500. Tức là 500 tầng địa ngục đó, hơn đó. Đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ. Bực kế nữa đến 1.000 cũng không lường sự khổ. Ô, nó nhiều lắm, lên 1.000 luôn rồi nè, 1.500 địa ngục luôn rồi đó. Thánh nữ lại hỏi Đại Quỷ Dương rằng: thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ Dương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Đó là cái thói quen đó, chết cái nết cũng không chừa, thói quen đó, những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo. Điều này nghe nói Việt Nam bây giờ hay xài 3 cái bùa có thon gì đó, rồi bùa Thái, bùa Miên, rồi Ngải gì đó, đủ hết đó. Đó mấy vụ này mê tín đó. Tin theo mấy ông thầy này, không có đi theo kinh Phật, Tam Đại Tạng Kinh không theo, cách ngồi thiền của Phật dạy không theo, cứ lo mấy cái thiền kiểu mới, trùm mền, trùm mắt, rồi gì đủ kiểu thiền đời mới này, làm loạn cào cào hết. Cứ theo Phật, cứ theo Tam Đại Tạng Kinh, theo cái cách ngồi thiền bình thường, chứ đâu có cần gấp có thần thông chỉ đâu. Vô đó gặp ma quỷ không, hiền là đủ rồi. Lăng nghiêm thập chú, ăn chay niệm Phật, lanh Phật, gặp Phật chứ lạc liền. Đâu có cần phải tu dội có thần thông. Nó làm gì có thần thông để biết vợ mình thương mình không hả? Hay là biết ta suy nghĩ gì hả? Nó mệt lắm. Còn mở nhãn nó làm gì? Mở nhãn nó chạy ra đường ngay xe, thấy mấy con ma nó đứng đầy ngoài đường á, vừa thấy nó thắng cái rầm á là xe ăn sáng nó ủi đít mình, lúc đó chết không có hay. Cho nên mấy cái đó mệt lắm, đừng nghĩ cần mấy cái đó. Người đang ngồi cái có người nói chuyện lỗ tai cái phải trả lời nó, tại vì người trước mặt mình không trả lời, mình trả lời ma cái ta nói thằng này khùng nữa. Nhiều chuyện lắm, cho nên bớt mấy vụ ham mấy vụ đó đi. Đọc tiếp nha. Quỷ Dương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính. Dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng:
thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn. Ở bên Ấn Độ á, dòng dõi Bà La Môn là tầng cao nhất, ở dưới đó có những nó tới năm sáu tới tầng hạ tiện đó. Đấy, họ phân biệt chủng tộc ghê lắm á, hồi xưa thì tầng nào lấy tầng đó. Thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế, tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, nhờ đức giác hoa định tự tại dương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sanh cả. Cho nên khi mình người sống á, mình có còn tay chân, còn có thân người để làm này làm kia, khi mình chuyển tâm mình khấn cho ông bà mình á, ông bà mình được phước lắm. Thì với cá nhân thì cũng có một lần kinh nghiệm, tại đọc tới đâu thì nhớ thì nói luôn, vàng thao lẫn lộn, bây giờ vàng thao lẫn lộn, lúc đó cái gì cũng lòi ánh sáng hết. Xin chào, xin hẹn các clip kế tiếp.